Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 2 Tết tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên, người dân đã buôn bán trở lại. So với dịp trước Tết, giá cả nhiều mặt hàng tăng nhẹ. Tại chợ gạo, chợ Hiến Nam, chợ Phố Hiến, hoạt động mua bán chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như nhóm thực phẩm tươi sống, rau xanh. Qua khảo sát, giá cả các mặt hàng tăng nhẹ so với ngày 30 Tết khoảng 3-5%, nhưng không xảy ra tình trạng khan hiếm. Cụ thể, thịt lợn giá dao động từ 150-170.000 đồng một kg, thịt bò từ 240-250.000 đồng một kg, cá dao động từ 70-130.000 đồng một kg tùy loại, rau các loại có giá từ 5-15.000 đồng một bó. Theo các hộ tiểu thương, so với mọi năm, ngày mùng 2 Tết năm nay, lượng khách không đông, sức mua không cao.